Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo về việc kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao thủ trưởng các sở ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện, thành phố Thủ Đức, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các hội có tính chất đặc thù thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung quy định 114 QĐ trên TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, đặc biệt là khẩn trương rà soát những người có quan hệ gia đình đang đảm nhiệm các chức danh không được bố trí theo quy định, kể cả cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, bố trí sắp xếp đảm bảo đúng quy định nếu có, kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí công tác cho phù hợp, nghiêm cấm việc tranh thủ lợi dụng việc rà soát để có những hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Ngày 4 tháng 11, nguồn tin của Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết Sở Y tế Kon Tum đã có quyết định cách chức ông Đặng Minh Hải, Giám đốc Bệnh viện Y Dược Cổ truyền phục hồi chức năng Kon Tum. Trước đó, người dân tố cáo ông Hải có hành vi suy thoái đạo đức, vi phạm chế độ một vợ một chồng có con riêng. Sở Y tế Kon Tum đã lập đoàn xác minh đơn và làm việc với ông Hải. Tuy nhiên, ban đầu ông Hải cho rằng nội dung tố cáo ông có con riêng với một người phụ nữ là không đúng và cũng không có căn cứ để tố cáo ông. Sau đó, trên cơ sở kết quả xét nghiệm ADN, ông Hải thừa nhận có con riêng với người phụ nữ tên V. Sở Y tế Kon Tum kết luận nội dung tố cáo ông Hải nêu trên là đúng sự thật. Ngày 4 tháng 11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Định xác nhận đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động khối nhà ở căn hộ khách sạn thuộc dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn do Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros làm chủ đầu tư. Nguyên nhân đình chỉ hoạt động là do công ty này đưa khối nhà ở căn hộ khách sạn trên vào sử dụng khi chưa nghiệm thu hệ thống công trình phòng cháy chữa cháy. Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn 1 tháng, từ ngày 26 tháng 10 năm 2023 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023. Dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn nằm trên khu đất DV1, DV4 thuộc khu đô thị thương mại dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khối nhà trên. Trước đó, ngày 20 tháng 9, Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, yêu cầu Công an tỉnh và các sở xây dựng, du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan quản lý sử dụng hai tòa nhà cao tầng ở Quy Nhơn, trong đó có tòa nhà của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị không đưa dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn vào khai thác sử dụng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công công trình, quy định tại Luật Xây dựng số 62/2020 trên QH14. Chiều ngày 3 tháng 11, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã có thông tin liên quan đến phản ánh EU Tourist nhận tiền tour hơn 1,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn, trên Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra cùng ngày. Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trung Khánh, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã có văn bản đề nghị các địa phương yêu cầu các doanh nghiệp du lịch, ban quản lý các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan. Mục tiêu hướng đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết đã nắm được thông tin Báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh và chỉ đạo các sở ngành vào cuộc nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 11, ông Nguyễn Thái Linh, Phó Chủ tịch Hội in Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn tham quan này cho biết, Hội đã đặt tour trọn gói tham quan hội chợ triển lãm quốc tế về công nghệ và thiết bị in ấn tại Thượng Hải, Trung Quốc và chuyển toàn bộ 1,248 tỷ đồng của 64 người cho công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Liên minh châu Âu, tên tiếng Anh là EU Tourist. Chuyến tham quan dự kiến đi 5 ngày 4 đêm, khởi hành rạng sáng ngày 31 tháng 10 và trở về thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 4 tháng 11. Ông Nguyễn Thái Linh cho biết thêm, sáng ngày 30 tháng 10, khi kiểm tra giấy tờ để đi vào đêm cùng ngày, do các chuyến bay xa phải ra sân bay làm thủ tục sớm, thì phát hiện lãnh đạo EU Tourist đã bỏ trốn. Sau khi cân nhắc nhiều phương án, đoàn buộc phải hủy chuyến đi, số tiền hơn 1,2 tỷ đồng không biết khi nào lấy lại được. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 41 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hồ Chí Minh. Trong vụ án này, các bị can Lê Hùng Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội này, Trần Thanh Tú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Golf Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Anh Linh, Giám đốc công ty Trần Lê Gia, Nguyễn Quang Nhân, doanh nhân, cùng bị truy tố về tội đánh bạc. Theo cáo trạng, từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2023, Trần Anh Linh, Nguyễn Quang Nhân, ngụ thành phố Hồ Chí Minh đang bỏ trốn, Nguyễn Thị Thu Kiều, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và các bị can khác đã nhiều lần tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức poker ở khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hồ Chí Minh. Trần Anh Linh, chủ mưu cầm đầu, đã tổ chức đánh bạc 3 lần với tổng số tiền sát phạt hơn 9,6 tỷ đồng. Linh trực tiếp tham gia đánh bạc 5 lần với số tiền sát phạt hơn 11,2 tỷ đồng. Còn Lê Hùng Nam đánh bạc 1 lần với số tiền sát phạt hơn 1,6 tỷ đồng, nhưng chưa thanh toán tiền thắng thua. Hãng Reuters đưa tin, một trận động đất mạnh làm rung chuyển huyện Chachakot, tỉnh Kanali, Nepal, làm ít nhất 69 người thiệt mạng, 20 người bị thương. Theo Trung tâm Địa chấn Quốc gia Nepal, trận động đất mạnh 6,4 độ Richter, trong khi Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức và Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ xác định cường độ trận động đất mạnh lần lượt 5,7 và 5,6 độ Richter. Giới chức địa phương cho biết hiện không thể liên lạc với khu vực gần tâm chấn ở Chachakot, nơi sinh sống của 190.000 người và nhà cửa nằm rải rác trên các ngọn đồi. Một quan chức huyện Chachakot cho biết các đội cứu hộ đang khẩn trương dọn dẹp những con đường bị vùi lấp bởi đất lở do động đất để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đã ra lệnh các cơ quan chức năng triển khai khẩn trương các hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Năm 2015, khoảng 9.000 người đã thiệt mạng, hơn 1 triệu ngôi nhà bị phá hủy trong 2 trận động đất ở Nepal, gây thiệt hại về kinh tế lên đến 6 tỷ đô la Mỹ.